Chính thức qua cô gái xinh đẹp bị bắt, cô ấy lại kéo tôi đến một nhà kho bỏ hoang không một bóng người, hành hạ tôi suốt cả một đêm, xong việc còn nhốt tôi trên giường của cô ấy. Nửa tháng sau nói với tôi rằng cô ấy có thai, muốn tôi chịu trách nhiệm với cô ấy, còn muốn tôi làm chim hoàng yến của cô ấy. Thuốc đã có tác dụng rồi, đến cả ông trời cũng đang giúp tôi. Mưa to thế này, sẽ không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô đâu. Hem, bắt cóc à? Lâm Phong thò đầu ra từ góc qua cuối con hẻm. Cuối con hẻm có một chiếc xe đang đỗ. Trên cửa sổ xe có một người phụ nữ với mái tóc rối bù đang nằm úp, mà phía sau người phụ nữ là một người đàn ông với vẻ mặt dâm đãng, đang chuẩn bị giở trò đối bại với cô ấy. Giây tiếp theo, người phụ nữ trên cửa sổ xe nghiêng đầu sang, đôi mắt trong veo của Lâm Lập nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Lâm Phong lập tức sờn cả gai ốc, vội vàng né tránh ánh mắt như đang cầu cứu kia. Đó là một chiếc xe Honky đời cũ, chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ cũng biết thân phận của đối phương không hề đơn giản. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, Lâm Phong không muốn bị cuốn vào những chuyện rắc rối không đầu nữa, quay người bỏ đi với tâm thế việc không liên quan đến mình. Sao lại có tiếng súng? Lâm Phong vốn định giả vờ như không nghe thấy, nhưng khi rời đi, anh bỗng cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo ở eo. Chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, thứ đang chĩa vào eo anh là một khẩu súng. Đưa tôi đi. Đi đâu? Tùy ý, miễn là nơi nào không có người là được. Tôi biết gần đây có một nhà kho bỏ hoang không người. Đừng manh động, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đó. Đến nhà kho, Lâm Phong chỉ vào chiếc ghế sofa cũ kỹ ở góc nhà kho và nói, hay là cô nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi đi báo cảnh sát giúp cô. Anh qua đây. Để bảo toàn tính mạng, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường phía trước. Đến trước ghế sofa, giọng nói ra lệnh của người phụ nữ lại vang lên. Cởi áo khoác của anh ra, lót lên ghế sofa. Lâm Phong chỉ có thể làm theo. Sau khi làm xong mọi thứ, cứ tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không ngờ người phụ nữ lại ra lệnh cho anh ngồi xuống. Ngay lúc Lâm Phong quay người ngồi xuống, một tiếng sấm lại vang lên. Lâm Phong cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô ấy, đó là một gương mặt tuyệt mỹ. Trong lúc Lâm Phong còn đang ngẩn ngơ, người phụ nữ bất ngờ lao vào lòng anh. Cô gì ơi, tôi không phải là người đàn ông dễ dãi, hay là để tôi gọi xe cấp cứu cho cô nhé. Đôi mắt lạnh lùng của Sở Linh Sương đã hiện lên tia máu đỏ, cô run rẩy siết chặt nòng súng, dùng hết chút lý trí cuối cùng giáng một cú đập mạnh vào gáy Lâm Phong. Mắt Lâm Phong tối sầm lại, vất lịn đi. Trong nhà kho tối đen như mực, anh tham lam áp sát vào khiến anh sảng khoái tột độ. Những hình ảnh tiếp theo mọi người không thích xem thì tôi đành xem thay mọi người vậy. Ngày hôm sau, khi Lâm Phong tỉnh dậy, người phụ nữ cực kỳ bá đạo kia đã biến mất, vào đó là một người phụ nữ mặc đồ đen. Lâm Phong còn chưa hoàn hồn đã thấy hai người đàn ông lực lưỡng đi về phía anh. Sau đó, vẻ như bị va đập mạnh, cơn đau dữ dội khiến anh choáng váng, nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi in trên ghế sofa một cách mờ nhạt. Sau đó anh ấy không biết gì nữa. Đây là đâu? Lâm Phong muốn đưa tay dụi mắt, nhưng lại phát hiện hai tay mình bị xích sắt khóa chặt, khóa trên giường. Khốn kiếp, bị điên à? Tỉnh rồi à? Lâm Phong cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô ấy, tinh xảo như được điêu khắc từ ngọc bích, lạnh lùng, đôi môi đỏ mím chặt, đôi mắt lạnh như băng giá. Cho dù là bạn gái cũ, hoa khôi Trường Phương Tử Nguyệt, trước mặt người này, ngay cả người hầu cũng không bằng. Cô gì ơi, cho hỏi điện thoại của tôi đâu? Bây giờ đã muộn rồi, tôi không làm phiền nữa. Ngày mai tôi còn phải đi ứng tuyển vị trí bảo vệ. Đến nước này rồi, anh còn muốn đi sao? Lâm Phong bỗng cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn. Đàn ông con trai như anh lại bị đem ra trêu đùa thế này, nhưng không còn cách nào khác, anh không thể phản kháng. Cô gì, trả điện thoại cho tôi đi. Chuyện ngày hôm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra. Tôi cũng chưa từng quen biết cô. Tôi không xứng để anh nhớ đến sao? Anh muốn phủ sạch quan hệ với tôi đến vậy sao? Tôi căn bản không quen biết cô. Đừng ép tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Biết tôi là ai không? Cô là ai cũng không liên quan đến tôi. Tôi cũng không muốn biết. Không biết thì tôi nói cho anh biết. Nhớ kỹ tên tôi tên là Sở Linh Sương. Anh có thể thử nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu gia tộc mang họ Sở? Chẳng lẽ Sở gia chính là gia tộc bí ẩn kia, gia tộc độc chiếm hơn nửa Hoa Quốc, được đồn đại là có thể một tay che trời. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, một tia kinh ngạc xẹt qua, nhưng vẫn bị bắt được một cách rõ ràng. Quả nhiên anh biết rồi. Biết rồi thì sao? Cô là ai cũng không liên quan đến tôi. Tôi đã nói rồi, hôm qua tôi chỉ là trên đường về nhà gặp cơn mưa. Tôi chưa từng gặp cô. Chưa từng gặp sao? Cơn giận của Sở Linh Sương bị châm ngòi hoàn toàn. Ban đầu cô chỉ muốn hỏi tại sao anh không cứu cô, nhưng không ngờ đối phương đã sớm biết thân phận của cô, thậm chí đến bây giờ vẫn đang phủi sạch quan hệ với cô, đặc biệt là sau khi đã xảy ra chuyện quan trọng như vậy. Người đàn ông này thật đặc biệt. Đặc biệt đến mức cô đã dâng lên một ham muốn mãnh liệt muốn chinh phục anh. Tốt lắm, anh là người đầu tiên dám khiêu khích tôi như vậy. Tôi sẽ khiến anh đến chết cũng phải nhớ đến tôi. Cô vô sỉ. Giấc ngủ này thật dài. Lâm Phong cảm thấy mình ít nhất đã 2 ngày không uống nước. Vô thức dụi mắt, tay phải dễ dàng đưa lên mặt. Những sợi xích kia không biết đã được cởi ra từ lúc nào. Lâm Phong cố gắng chống đỡ cơ thể đang đói lạ, lay hoay trong phòng hơn 10 phút mà vẫn không tìm thấy điện thoại. Lúc này, Lâm Phong nhớ lại 15 năm qua, hàng ngày phải đóng vai con trai của người khác, cố gắng nịnh nọt lấy lòng, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài. Mà bạn gái của anh cũng chỉ ham muốn thân phận và địa vị của anh. Anh không muốn gồng mình nữa. Trong những ngày tháng còn lại, anh chỉ muốn sống thật với chính mình, chứ không phải là con rối của người khác nữa. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, kéo cánh cửa phòng ngủ nặng nề ra, xuống đến tầng dưới. Cuối cùng anh cũng gặp được người thứ hai ngoài người phụ nữ điên rồ kia. Thưa ngài tỉnh rồi. Chào bà có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Ngài có thể dùng bữa được rồi. Lâm Phong đi theo bà quản gia đến phòng ăn. Trên bàn ăn bày đủ loại món ngon, tinh tế đến mức anh chưa từng được thấy bao giờ. Một mùi hương thơm phức lan tỏa. Cái bụng đã nhịn đói 2 ngày liền không khỏi kêu lên ù ù. Tiểu thư đã dặn dò rồi, tối nay cô ấy có việc, sẽ về muộn. Ngài không cần đợi cô ấy, có thể dùng bữa trước. Cái quái gì mà tiểu thư chứ? Con đợi cô ta, đợi không nổi nữa rồi. Lâm Phong trực tiếp càn quét sạch sẽ các món ăn trên bàn. Hơn 10 đĩa thức ăn đều được ăn hết sạch sành sanh.
Này ăn khỏe như vậy, chắc chắn thân thể rất cường tráng. Bà ơi, bà có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Ngài có nhu cầu gì sao? Ngài cứ nói với tôi, sẽ chuẩn bị giúp ngài. Sắc mặt Lâm Phong thay đổi, anh cảm thấy người này dường như không muốn để anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Là thế này, tôi căn bản không quen biết tiểu thư nhà bà, là cô ấy hôm qua đưa tôi về đây. Bà cho tôi mượn điện thoại một lát, tôi gọi một cuộc là được. Tiểu thư đã dặn dò rồi, sau này ngài sẽ sống ở đây. Có nhu cầu gì cứ nói với tôi là được. Thôi được rồi, đã như vậy, vậy thì tôi tự đi vậy. Ngài hiện đang ở trang viên riêng của nhà họ Sở. Xung quanh là khu vực không người ở. Trang viên Hồ Nhạc chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài. Hơn nữa, vị trí thực sự của nó hầu như không ai biết. Nếu không có xe, căn bản không thể đi ra ngoài. Nếu không có sự cho phép của Sở Linh Sư, Lâm Phong càng không thể ra ngoài. Thưa ngài, tôi đã chứng kiến tiểu thư lớn lên từ nhỏ. Cô ấy chưa bao giờ đưa đàn ông về nhà. Ngài là người đầu tiên. Đây chính là phúc khí mà biết bao nhiêu người mơ ước cũng không được. Tối nay tiểu thư có thể sẽ về muộn. Ngài lên lầu trước đi. Lâm Phong không còn cách, chỉ có thể lên lầu tắm rửa trước, thay đồ ngủ. Từ phòng tắm bước ra, anh liền nghe thấy tiếng còi xe vọng lên từ dưới lầu. Một đôi chân dài trắng mút thon thả thò ra từ trong xe. Là Sở Linh Sương đã về. Đúng vậy, cơn ác mộng của anh sắp bắt đầu rồi. Tắm xong rồi à?